Kiều Anh và Thanh Hải rất vui khi được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong khung thời gian phát sóng quen thuộc dành cho chương trình 365 ngày chuyển động. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại các thông tin đã phát sóng trên fanpage Truyền hình Lâm Đồng. Còn bây giờ sẽ là một số thông tin nông nghiệp đáng chú ý có trong chương trình hôm nay. Nuôi dưới má đào hiệu quả cao ở Đà Tẻ. Đồng bào Châu Mạ tại Cát Tiên phát triển chăn nuôi heo bản địa lãi cao. Giá mít Thái từ 24.000 đến 29.000 đồng một kg, nông dân phấn khởi. Gần 30 năm trồng nấm mèo, nông dân Bảo Lộc thu tiền tỷ mỗi năm. Công ty trách nhiệm hữu hạn trồng trọt thương mại Kim Bằng đặt tại phường 7 thành phố Đà Lạt là một trong những doanh nghiệp có quy mô lớn trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp nhiều loại rau củ quả chất lượng cao, phục vụ cho nhu cầu xuất khẩu và thị trường trong nước, tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt như là VGAP và GlobalGAP. Đơn vị này cũng đã được cấp chứng nhận sản xuất hữu cơ, góp phần vào đa dạng hóa các loại nông sản hữu cơ, tạo niềm tin cho người tiêu dùng về các loại rau củ quả sản xuất theo tiêu chuẩn này tại Đà Lạt. Trang trại sản xuất của công ty trách nhiệm hữu hạn trồng trọt thương mại Kim Bằng ở phường 7 Đà Lạt nổi bật với việc áp dụng công nghệ tiên tiến trong trồng rau sạch. Điều này đã giúp tăng năng suất đáng kể khi công ty đã lắp đặt 2 tầng trồng rau thủy canh trên cùng một diện tích canh tác. Tầng sàn lượng rau lên đến 50%. Trang trại có tổng diện tích hơn 7 hecta, trong đó có hơn 1 hecta dành riêng cho việc trồng rau thủy canh. Trong tình hình không thể mở rộng thêm diện tích canh tác, việc lắp đặt hệ thống thủy canh song song đã mang lại nhiều lợi ích. Công ty Kim Bằng cũng đóng góp tích cực vào việc giải quyết việc làm cho hơn 30 lao động tại địa phương với mức lương từ 8 triệu đến 15 triệu đồng mỗi tháng. Công ty đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu Đà Lạt Kết Tinh Kỳ Diệu từ đất lành năm 2021, chứng nhận sản xuất theo quy trình hữu cơ theo tiêu chuẩn Việt Nam. Công ty trách nhiệm hữu hạn trồng trọt thương mại Kim Bằng tiếp tục khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực sản xuất nông sản chất lượng cao và bảo vệ môi trường, đồng thời góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp Đà Lạt. Quý vị và các bạn thân mến, qua tìm hiểu về giống dúi má đào từ bạn bè trên TV qua sách báo, anh Lê Văn Hưng ở thôn Phú Hòa, xã Mỹ Đức, huyện Đà Tẻ đã bắt đầu thử nghiệm loại vật nuôi mới này. Giống dúi được anh mua từ huyện Sụp Cộp, tỉnh Sơn La. Đến nay qua hơn một năm chăm sóc, dúi sinh trưởng và phát triển tốt và tái đàn nhanh chóng. Anh Lê Văn Hưng đã xây dựng 250 ô chuồng nuôi chia làm hai khu vực. Đồng thời anh cũng trồng 0,6 hecta các loại cây làm thức ăn cho dúi như măng tre, mía, ngô, cỏ voi. Ban đầu anh Hưng đặt 60 con dúi giống về nuôi. Dúi giống được nuôi trong chuồng khô ráo, sạch sẽ, thoáng mát. Trong quá trình nuôi, anh chú trọng khâu phòng bệnh cũng như tăng sức đề kháng cho đàn dúi như uống một số loại thuốc men tiêu hóa lúc còn nhỏ như thuốc Ambi hay Loli trị tiêu chảy, men tiêu hóa làm từ cao tỏi Biosol Bicomlex. Đàn dúi được anh Lê Văn Hưng thuần dưỡng tốt, thích nghi phát triển nhanh, dúi cái sinh sản mỗi lứa từ 3 đến 7 con và ngày càng thích nghi phát triển ổn định. Qua một năm gây dựng với 60 con dúi giống, hiện giờ tổng đàn dúi đã lên đến 215 con. Những năm gần đây, nhiều hộ dân ở xã Đồng Nai Thượng, huyện Cát Tiên đã mạnh dạn đầu tư nuôi heo rừng lai, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hiện mô hình này đang được người dân trong xã tích cực nhân rộng. Trên địa bàn xã hiện có hơn 30 hộ chăn nuôi heo đen theo phương thức nhốt chuồng, không còn thả rom như trước và mang lại lợi nhuận khá cao. Trong đó có một số mô hình quy mô lớn hơn 30 con heo đen, gồm heo nái và heo thương phẩm. Với những ưu điểm như chất lượng thịt tốt, năng suất cao, ít bệnh tật, không kén thức ăn, dễ thích nghi với mọi điều kiện sống nên nuôi heo đen, heo rừng lai đang là một trong những mô hình chăn nuôi được người dân trên địa bàn xã lựa chọn. Ngày càng có nhiều hộ gia đình mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, mở rộng diện tích chuồng trại, tăng quy mô chăn nuôi. Được biết, giá heo hơi tại chuồng đang được bà con bán với mức 100.000 đồng một kg. Mỗi năm nuôi tốt, bà con có thể xuất hai lứa heo, mang lại thu nhập khá cao cho người chăn nuôi. Theo chương trình sẽ là một số thông tin giá cả thị trường đáng chú ý. Tại tỉnh Ninh Thuận, nông dân vừa thu hoạch xong lúa hè thu đúng vào thời điểm giá lúa tăng cao từ 8.000 đến 8.300 đồng một ký, nên bà con rất phấn khởi. Theo nông dân địa phương, những năm trước, sản xuất vụ hè thu gặp nhiều khó khăn do nắng nóng, năng suất thấp hơn vụ đông xuân và giá lúa thấp. Vụ hè thu năm 2023, nhờ điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi, nguồn nước tưới các hồ thủy lợi dồi dào đã giúp cho công việc canh tác được đảm bảo. Cộng thêm với việc nông dân đã nắm vững các kỹ thuật chăm sóc, nên lúa đạt năng suất cao và bán được giá khiến bà con rất phấn khởi.
Tại các địa phương, nông dân thu hoạch lúa vụ hè thu với năng suất từ 65 tạ một hecta trở lên, với giá bán hiện nay từ 8.000 đến 8.500 đồng một ký. Người trồng lúa có lãi từ 30 đến 35 triệu đồng một hecta. Đến nay, tỉnh Ninh Thuận đã thu hoạch trên 16.268 hecta lúa với tổng sản lượng lúa đạt trên 100.254 tấn, tăng 3,6% so với cùng kỳ, vượt 5,8% so với kế hoạch. Bên cạnh những tín hiệu vui từ thị trường lúa gạo, năm nay nông dân sản xuất lúa vụ hè thu được tiếp thêm động lực khi giá nhiều loại phân bón dần hạ nhiệt, chi phí sản xuất giảm đáng kể, nông dân trồng lúa đều có lợi nhuận cao hơn so với mọi năm. Theo kế hoạch, trong vụ mùa 2023, tỉnh Ninh Thuận sẽ xuống giống hơn 13.472 hecta lúa. Thưa quý vị và các bạn, cây mít Thái có thể cho trái quanh năm nên thu nhập của người trồng được đảm bảo. Và nếu như thời gian trước giá mít Thái giảm thì nhiều tháng trở lại đây, mít Thái đã tăng giá trở lại giúp bà con yên tâm sản xuất. Được biết bình quân mỗi hecta trồng hơn 1.000 cây mít và sau hơn một năm thì cho thu hoạch, năng suất bình quân từ 40 đến 50 tấn một hecta một năm. Giá mít Thái tăng 1.000 đồng một kg đối với mít kèm nhỏ tại Tây Nguyên. Bên cạnh đó, giá mít kèm lớn cũng tăng nhẹ tại Đông Nam Bộ, nhưng giảm tại Tây Nguyên. Khảo sát cho thấy, giá mít kèm lớn được điều chỉnh giảm 1.000 đồng một kg xuống mức 25.000 đồng một kg tại Tây Nguyên. Trong khi đó, giá bán tại Đông Nam Bộ tăng 1.000 đồng một kg lên mức 29.000 đồng một kg. Đối với các tỉnh miền Tây, mít kèm lớn đang được bán với giá không đổi là 36.000 đến 38.000 đồng một kg. Trong đó, mức giá cao nhất tiếp tục được ghi nhận tại tỉnh Tiền Giang. Và những ngày đầu tháng 9 thì những ai có dịp lên Tây Bắc dừng chân ở huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái sẽ được trải nghiệm không khí tấp nập thu hoạch quả táo mèo và nhiều người còn hay gọi là quả chu chát trên các đỉnh núi cao của người Mông. Táo mèo hay còn gọi là sơn tra hiện đã trở thành cây trồng mang lại giá trị kinh tế cho người Mông ở huyện Mù Cang Chải. Tuy nhiên, việc tiêu thụ còn rất khó khăn. Khoảng hơn chục năm trở lại đây, thấy cây táo mèo mang lại hiệu quả kinh tế nên bà con mở rộng diện tích. Hiện nay, đồng bào ở đây nhà nào cũng trồng táo mèo. Nhà ít thì vài chục cây, nhà nhiều tới vài hecta. Mỗi ngày các hộ dân ở đây chỉ thu hái táo mèo vào buổi sáng. Việc thu hái rất vất vả vì địa hình dốc, cỏ dại rậm rạp, nhiều cây táo lớn phải đeo túi leo lên cây. Vì vậy, phải có vài người hỗ trợ nhau mới thu hái hết quả được. Vất vả vậy, nhưng mỗi người cũng chỉ có thể thu hái được từ 50 đến 60 ký táo một ngày. Với giá bán trung bình khoảng 5.000 đồng một ký, thu nhập khoảng 300.000 đồng một ngày. Chính quyền huyện Mù Cang Chải cho biết hiện nay ở Mù Cang Chải chưa có cơ sở doanh nghiệp lớn nào thu mua, chế biến sản phẩm từ quả táo mèo nên người dân rất khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, đây là những nhà trồng nấm mèo tại xã Lộc Châu, thành phố Bảo Lộc. Với ưu điểm là dễ trồng, dễ tìm đầu ra và không cần nhiều diện tích đất, nấm mèo từ lâu đã được nhiều hộ dân tại thành phố Bảo Lộc trồng và phát triển. Và trang trại nấm mà quý vị đang nhìn thấy ở đây đã được hình thành từ hơn chục năm trước. Gắn bó với nghề trồng nấm mèo có thể nói là lâu nhất ở Bảo Lộc, người nông dân Mai Văn Chiến đã tạo dựng cơ ngơi ổn định với nghề trồng nấm mèo. Năm 1997, anh Mai Văn Chiến bắt đầu thuê đất ở Lộc Châu để trồng thử nghiệm nấm mèo. Sau một thời gian, nghề trồng nấm mang lại nguồn thu khá cao cho gia đình. Đến năm 2000, từ việc trồng nấm mèo, anh Chiến đã có thể mua được riêng khu đất canh tác rộng hơn 5.000 m² và bắt đầu dựng lại các trại trồng nấm mèo trên đất Lộc Châu, thị xã Bảo Lộc lúc bấy giờ. Sau 25 năm đến nay, anh Chiến đã có 7 trại nấm mèo bài bản với sản lượng 25.000 bịch phôi nấm cho mỗi nhà nấm, thu hàng tấn nấm khô cho mỗi trại một đợt. Với cái ngành nghề trồng nấm, thì đối với địa phương, thì bà con đây cũng có nhiều vật nuôi và cây trồng. Thì so sánh thì mỗi cái nó có đặc trưng khác nhau. Cái khó cái dễ, cái thuận lợi với khó khăn khác nhau. Mà đối với ngành nghề nấm chúng tôi đây thì trước hết là nó có cái ưu điểm là sản xuất ngay tại trại tại nhà thì cũng tận dụng được những cái nhân công tại gia đình mình thì nó cũng giúp từ người lớn tuổi và trẻ em cũng hỗ trợ được những việc nhẹ. Nó hơn cái là bà con mình phải đi vào vườn rồi là phải đi làm những việc xa nó mất thời gian. Đấy, còn lại trong quá trình nuôi trồng thì cái nào vậy thôi, nó cũng phải có cái tỷ lệ rủi ro, thắng thuận lợi và khó khăn mà nó cũng rất là nhiều yếu tố. Thì ngồi nó phân tích ra thì cũng không thể hết được. Đấy là về cái ngành nghề nào cũng vậy thôi, nuôi trồng đều có cái thuận lợi và cái khó khăn ngang nhau. Để nấm phát triển tốt, đạt trọng lượng tối đa từ 40 đến 50 gram nấm một bịch phôi, anh Chiến đã đầu tư vào công nghệ hiện đại trong việc trồng nấm, bao gồm việc thay thế lá tranh bằng tấm tôn để dễ dàng khử trùng hơn. Đồng thời, hệ thống phun sương giúp nhà nấm luôn duy trì độ ẩm lý tưởng cho nấm phát triển.
Về quá trình chăm nuôi nấm ấy, khi mà đã ra cái phôi rồi thì như hiện tại tôi đang nuôi trồng đây thì nó chỉ có mỗi là cái phụ thuộc thời tiết, độ ẩm. Mùa khô tưới nhiều mà mùa mưa như thế này là tưới ít. Đấy là nó lên hoàn toàn bằng độ ẩm thôi. Đấy, độ ẩm vừa, nếu mà tưới nhiều quá là nó bị thúi chết. Rồi là còn về dinh dưỡng của nó ấy, thì nó hầu như đã khi quá trình đóng gói vào phôi là dinh dưỡng và phân bón, rồi là một số thức ăn như bắp nó đã trộn vào trong cái bạt cưa rồi, dinh dưỡng đã làm hết trong cái phôi bịch này rồi, còn lại qua quá trình phát triển là nó cũng rút từ trong dinh dưỡng ra thôi. Các bịch phôi nấm đều được anh Chiến tự sản xuất từ cấy mèo nên tỷ lệ đã khá cao. Anh cũng cung cấp phôi nấm cho bà con quanh vùng. Sau mỗi đợt thu hoạch, những phôi nấm này cũng được bán lại để xử lý trồng các loại nấm khác chứ không bỏ phí. Để trồng nấm hiệu quả, anh Chiến không ngần ngại đi học hỏi ở các nơi để nâng cao sản lượng cũng như tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm nấm của gia đình. Sử dụng cái chất kích thích á thì nó sẽ hay như con dao hai lưỡi. Cái nhất là nó không đảm bảo chất lượng cho nông sản xuất khẩu và đặc biệt là nó ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng. Cái thứ hai, nếu ta lạm dụng như vậy á thì trong cái quá trình tế bào nó phát triển một cách quá nhanh và nó vỡ cấu trúc, và đặc biệt là để cho các cái loại nấm gây hại khác như Aspergillus rồi các nấm mốc xanh, mốc trắng khác nó sẽ tấn công, thì nó giúp cho cái năng suất của mình nó không cao mà nó quay lại cái năng suất thấp. Nên chính vì vậy cũng đề nghị là bà con không sử dụng cái chất kích thích, sẽ sử dụng trên các cái nấm để nấm nó đúng nghĩa là organic, và đặc biệt là yêu cầu nó chỉ là thời tiết và cái giá thể làm cho tốt thì nó sẽ năng suất cao thôi, chứ không cần phải chất kích thích cho cái cây nấm. Với 7 trại nấm khai thác, mỗi năm gia đình anh Chiến thu hơn 70 tấn nấm mèo khô, thu nhập hàng tỷ đồng. Nghề trồng nấm ổn định là hướng đi tốt để nâng cao hiệu quả kinh tế nông hộ. Hiện địa bàn Lâm Đồng cũng đã có một số tổ hợp tác liên kết trồng nấm mèo hiệu quả, giúp bà con có đầu ra, phát triển nghề nấm ổn định. Những thông tin về mô hình trồng nấm mèo vừa rồi đã khép lại chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Quý khán giả và bà con muốn chia sẻ thông tin với chúng tôi, xin vui lòng gửi email về địa chỉ 365ngaychuyendonglTVA@gmail.com hoặc gọi điện thoại về số máy 02633 829930. Đến đây, Kiều Anh, Thanh Hải cùng những người thực hiện chương trình xin kính chào tạm biệt.